Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Nghề May Kết Hợp của mình. Và ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn may một chiếc túi màu trắng phối màu đen. Và cho đó cái đằng lắp, các bạn thấy không? Mình sẽ đưa một cái trang trí cái lắp này rất đẹp các bạn nhé. Cái túi này ấy, bên trong của nó các bạn này, nó sẽ có một cái ngăn tổng to như thế này. Và bên trong ngăn này nó các bạn nhé, có một túi nhỏ nhỏ bên trong này, gọi là túi di động các bạn nhé. Hoặc túi mổ để các bạn đút đồ hay là đút cái gì vào trong này thoải mái luôn nhé. Đấy, thì các bạn cái này ấy, mà các bạn đeo đi chơi đúng là chỉ có nhất thôi, rất đẹp luôn. Mà cái này làm nó cũng không có khó lắm các bạn nhé, cũng dễ làm thôi. Đấy, đây các bạn thấy không, nhìn đẹp chưa? Đấy, mình đeo cho các bạn xem này, đúng không, nhìn đẹp chưa? Đấy, chỉ có nhất thôi. Hoặc là các bạn nói chung là cái này mà đi chơi thì đúng là thật, nhìn rất xịn sò luôn, mẫu mới toanh nhá các bạn nhá. Rồi bây giờ các bạn cùng làm theo mình nhá. Đây các bạn nhé, đây là hai cái miếng xi thân. Để làm hai miếng xi thân này thì đầu tiên các bạn sẽ làm cho mình, cắt cho mình 20 mốc này. Đây 20 mốc nhé, để các bạn ngót vào thân. Thì 20 mốc này ấy, thì để mình gắt ra đây. Cái này các bạn đo, đo mình 20 mốc này cắt trước nhé. Đây. Thì cái này các bạn cắt cho mình xiên miệng nhé. Từ đây sang đây là đi 21,5 cm. Ở dưới này các bạn đo từ đây sang đây là đi 28,5 cm. Đó, thì các bạn đo từ trên này xuống đây là đi 16 cm, bên này cũng 16 cm các bạn nhé, 16 cm. Còn ở giữa này đúng không, các bạn đo giữa này, đây xuống đây là đi 14,5 cm. Các bạn vẽ đây xong rồi thì các bạn lấy cái chén này này, hay gọi là cái bát nhé, các bạn úp ở góc này như này. Đấy, các bạn úp ở đây, úp các bạn căn từ bên mép dấu bên này sang dấu bên này, các bạn khoanh một đường, xong các bạn gọt đường đi đúng không, gọt đường đi xong rồi, xong các bạn đo cho mình từ trên mép này, từ mép này xuống đây là đi 1,5 cm. Bên này các bạn đo mình cũng là đi 1,5 cm đúng không? Sau đó các bạn tạo cái đường cong cong này đúng không? Đường cong cong này này thì có nghĩa là các bạn đo xong thì các bạn đo từ cái mét này xuống, đây từ đây này, từ mét này từ trên này xuống đây rồi đúng không? Đó, sau đó các bạn bấm cái này vào, đây gặp cái này vào, gặp cái thân này vào như này, mới gặp như này, các bạn gạch cho mình ở giữa đây đúng không? Đấy, thì các bạn đo từ cái giữa này vào đây thôi, các bạn chỉ cần đo từ đây vào đây là đi 2,5 cm, 2,5 cm đúng không? Thì các bạn gạch cho mình một gạch ở đây, gạch cho mình một gạch ở đây đó, và các bạn gạch một gạch như này đúng không? Thì các bạn đo cái chỗ cong này, từ chỗ cong này các bạn đo ra giữa này là đi 5 cm đó, các bạn bo từ đây, các bạn chỉ cần bo cái này hình này, các bạn muốn làm theo như này thì làm, hoặc các bạn có thể làm khác nhé, không cần giống như này. Thì các bạn bo xong thì bạn sẽ cắt ra được hai miếng giống như mình đây đó, hai miếng này đó, hai miếng này như này. Đấy, các bạn sẽ cắt được hai miếng này ra đúng không, là hai miếng này ra đấy. Đây các bạn nhé, đây là miếng xi thân, thì các bạn cắt cái miếng ngót như này, các bạn cắt miếng ngót như này bên trong này xong rồi đúng không? Đó, thì các bạn sẽ cắt một cái miếng xi thân giống như mình đây. À, các bạn cắt xi thân giống mình đây, thì các bạn cắt nó cũng hình y chang cái thân này này. Sau đó các bạn chừa đầu ra để các bạn dán này, các bạn chừa ra cho mình là đi 1,5 cm, đây cũng là đi 1,5 và đây cũng là đi 1,5 cm nhé. Các bạn chừa cho mình trên này để tí các bạn dán xuống nhá. Đấy, các bạn cắt hai miếng xi thân như mình đây, có hai miếng xi thân này và hai miếng nót này nhá, hai miếng nót này đây các bạn thấy không? Thì cái miếng nót này thì các bạn sẽ cắt ra thành cái miếng này đúng không? Đây, các bạn đây mình vẽ đây nhá. Đó, sẽ thành hai miếng như này đúng không? Thành hai miếng như này xong rồi các bạn sẽ cắt cho mình hai miếng này để các bạn phối hai góc này như này đúng không? Như này. Đấy, các bạn sẽ phối hai góc này, thì các bạn cắt miếng này như này ra, ra xong rồi nhá, cắt miếng này ra, miếng này các bạn cắt ra đúng không, thì các bạn cắt hai miếng phối đây, đây hai miếng phối này thì các bạn cắt bằng đây, bằng trên này như này. Đấy, bằng này để các bạn chừa đường này ra để các bạn dán nhá. Thì cái đường này các bạn chừa ra, các bạn chừa như mình là đi 1 cm, các bạn cứ chừa 1 cm hoặc là 1,2 cũng được các bạn nhá. Đấy, các bạn cứ chừa này. Đấy, các bạn cắt hai miếng như này, hai miếng như này đúng không? Hai miếng này các bạn nhá, nó phải đối chiều đấy các bạn không? Các bạn cắt như này, cắt này, các bạn đặt ra này. Để tí các bạn đắp vào đây các bạn dán này. Đó, đây là hai miếng góc nhá. Đó. Ở đây các bạn nhá, đây là cái miếng xi đáy đúng không? Các bạn cắt được miếng xi đáy này, các bạn sẽ cắt cái miếng nót này trước này. Các bạn cắt miếng nót đáy này trước này. Thì cái miếng nót đáy này ấy, mình đánh dấu này để mình sẽ đo cho các bạn, để các bạn làm cho dễ nhá. Thì bây giờ các bạn đo mình cái chiều này từ đầu này sang đây. Các bạn đo mình là đi 56 cm. Đó, 56 cm xong các bạn sẽ đo một cái đoạn giữa này. Các bạn sẽ đo ở đây, giữa này từ đây đến đây là đi 8 cm. Và đây cũng là đi 8 cm đúng không? Các bạn đo ở cái giữa là 8 cm thì các bạn đo từ trên đầu xuống đây để các bạn để khoảng cách từ bên này sang đây đúng không, là cái 8 cm đúng không? Thì mình đo từ đây, từ trên này xuống đây. Các bạn đo mình là đi 16,5 cm. Và bên này các bạn cũng đo mình là đi 16,5 cm. Đó, các bạn gạch cho mình hai cái này thì để cái khoảng cách từ đến đây đúng không? Đó. Thì cái này các bạn đo cái đầu này. Cái đầu này các bạn đo mình là đi 5 cm và cái đầu bên này. Đấy. Các bạn cũng đo mình là đi 5 cm. Nhưng mà các bạn đo từ đây xuống đây rồi đúng không? Thì các bạn đo cái đoạn này này, xuống đây này. Nó còn là đi đây này, đây này các bạn nhớ, vẫn là đi 8 cm nhá, 8 cm nhá. Nhưng các bạn vót cái từ chỗ này này. Các bạn vót lên đây, đây, các bạn đo đến đây xong đoạn này rồi, các bạn chỉ cần kéo cái đường lên đây đúng không, bên này trên này từ đây 5 cm, chỗ này 8 cm, các bạn kéo một cái sang, nó kéo hai bên đúng không, là các bạn thành cái ở giữa nó lớn một chút và đầu nó nhỏ nhá,
Đây đầu nó nhỏ như này, đúng không? Và ở giữa nó lớn, thì sau đó các bạn cắt một miếng xi. Miếng xi ở bên dưới xi chính của nó nhá. Đây các bạn cắt miếng xi bằng luôn, nhưng ở cái đầu này các bạn chừa cái đầu này ra này. Là đi 1,2 cm, bên này cũng là đi 1,2 cm để tí nữa các bạn dán cái đầu này vào cho nó dễ này. Đó, đây là xong cái đáy nhá. Thì bây giờ còn cái nẹp. Cái nẹp này, đây là cái nẹp miệng các bạn nhá. Nẹp miệng và cái đây là cái nẹp kéo các bạn nhá. Đây là kéo đây. Thì mình sẽ đo cái nẹp kéo trước cho cả nhà mình nhá. Cái nẹp kéo này các bạn cắt cho mình hai miếng nhá. Đây cái này các bạn đo từ đây này sang đây là đi 19 cm và các bạn đo cái chiều này là đi 8 cm đó, các bạn cắt hai miếng như này, hai miếng nhá. Còn đây là cái lẹp cũng các bạn cắt hai miếng như cái này ấy, thì các bạn đo mình từ bên này sang đây là đi 26 cm và các bạn đo cái đầu này từ trên này xuống đây là đi 8 cm là bên này cũng là đi 8 cm đó, các bạn đo giữa này luôn nhá, giữa này nhá, thì các bạn đo mình là đi 5 cm đó, là các bạn cắt hai miếng hai cái miếng xi lẹp này, sau đó các bạn cắt hai miếng bìa nhá, đây hai miếng bìa này. Hai miếng bìa này thì các bạn đo mình từ đầu bên này sang đây, các bạn đo mình đi 20,5 cm, các bạn đo đầu này từ trên này xuống đây là đi 6,5 cm, bên này cũng là đi 6,5 nhá, 6,5 cm đó. Ở còn ở giữa này, giữa này các bạn đo nhỏ thôi là còn 3,5 cm, các bạn cắt hai miếng bìa này đó để khi các bạn đặt vào đây, đây các bạn đặt vào đây này. Rồi các bạn dán nó vào như này, các bạn sẽ dán ở giữa này đúng không, để nó tạo một cái đẹp đây đó là xong nhé, quay lại nhá, đây một đẹp nhá. Còn cái đây, cái này, cái này là cái lịt nhé các bạn nhé, cái lịt ở tí nữa các bạn cho cái này vào này, các bạn trang trí cái đường mắt các bạn nhé, cái lịt này, này. Thì các bạn cắt miếng xi này trước để mình đặt thẳng này lên, đây, miếng này các bạn sẽ cắt trước nhé, thì các bạn đo mình cái chiều trên này này, từ bên này sang đây là đi 43 cm, sau đó các bạn đo chiều bên dưới này là đi 39,5 cm và các bạn đo chiều này từ bên này sang đây là đi 8,5 cm, bên này cũng là đi 8,5 cm, các bạn cắt một sợi này thôi, sau đó các bạn cắt hai miếng đây, cái này phải không giật các bạn nhé, để tí bạn đặt này ở giữa này đó, các bạn sẽ đặt vào đây các bạn dán nhé. Thì cái miếng này đây các bạn cắt hai miếng này, đây hai miếng như mình đây, thì các bạn dán nó lại nhé. Thì cái này các bạn chỉ cần đo mình cái chiều này, đây cái miếng này đi mình bỏ này dễ này. Đấy. Đây cái miếng này các bạn đo mình chiều này là đi từ đây đến đây là đi 7 cm, và cái đầu bên dưới này các bạn đo mình là đi 6 cm, sau đó còn cái chiều này các bạn cắt cho mình là đi 4 cm đó, các bạn cắt hai miếng này rồi các bạn cắt một miếng này nó để tí mình dán là các bạn biết nhé. Đấy, còn đây là cái quai các bạn nhé, cái quai này, cái quai này thì mình một sợi thôi, mình quay đều một sợi các bạn nhé. Cái quai này thì các bạn đo mình là đi nó từ bên này sang đây là đi 90 cm các bạn nhé, và nó rộng các bạn đo mình rộng là đi 3 cm đó, các bạn cắt một sợi thôi đó. Sau đó là các bạn đây cái này này, ý là để các bạn cho cái đây này vào đây đúng không, cái đây này các bạn xỏ đây các bạn chặn hai đầu nhá. Thì cái này thì các bạn cứ cắt nó cũng rộng này, nó rộng là đi 3 cm, còn cái này thì các bạn xỏ đây này, nó dài đến đâu các bạn cắt đến đấy, chứ không cứ thì nó phải dài bao nhiêu nhé các bạn nhé. Đây, các bạn cho dài bao nhiêu dài đó, các bạn cắt ra. Thì cái này làm mình làm các bạn đã biết đó. Sau đó đây là cái dây gân và có cả dây đây các bạn nhé, đây là cái sợi máy dây xi này, còn cái này là cái sợi dây gân các bạn nhé, đây là dây gân nhé. Thì cái dây này, dây bọc gân này các bạn cứ cắt cho mình thoải mái đi, nó dài ra, nó dài để tí các bạn có dài dư ra các bạn cắt bỏ đi không ảnh hưởng nhé. Thì cắt cái này là được 2 sợi các bạn nhé, các bạn cứ cắt hết hổ xi mình đi, nó đi 148 các bạn nhé, 148 nhé, 148 này. Thì các bạn cắt cái sợi này nó rộng là đi 2,5 nhá, hoặc 2,3 được nhé các bạn nhé. Đó, 2,5. Các bạn cắt rộng rộng tí để các bạn quay dễ. Và đây là cái cọng gân. Đó. Còn đây là cái đầu kéo và đầu chặn các bạn nhé. Đầu chặn đây. Đây cái này tăng. Còn đây là cái dây kéo các bạn nhé. Dây kéo này thì các bạn cứ cắt thoải mái ra. Nó không sao đâu. Dư các bạn cắt đi. Đây dây kéo này. Các bạn cắt cho mình là đi 31 cm. Đó. Rồi. Còn đây nữa. Đây là cái này ấy, là cái lót các bạn nhé. Cái lót ở đây. Mình có kẻ ô đây là tí nữa mình đặt cái miếng này vào nhé. Mình đặt miếng này vào đây mình may nó vào đây các bạn nhé. Thì cái lót này các bạn đo mình từ đây sang đây là đi 37,5 cm, sau đó các bạn đo mình cái chiều này từ đây sang đây là đi 26,5 cm đó, là các bạn đo mình chiều này từ đây sang đây là đi 16,5 cm đó, là các bạn được cắt được hai miếng lót như này cho mình. Đấy, các bạn cắt hai miếng lót như này rồi thì cái góc này này, cái góc này các bạn đo từ cái góc đây vào từ đây vào đây là đi 4,5 cm, và từ đây vào đây là đi 3,5 cm, các bạn đo cái chiều này từ đây xuống đây là đi cũng 3,5 cm đấy, các bạn là cái góc này đúng không, nó bên này vậy thôi, cũng là 3,5 thôi cm thôi. Thì các bạn gập lại, các bạn gập lại, các bạn cắt cái góc này đi, thì nó các bạn cắt góc này đi, cắt ra không có để tí các bạn chặn nó dễ nhé. Lấy cái kéo các bạn gập vào đây, các bạn gập vào như này, gập vào xong rồi các bạn cắt đi đó, các bạn lấy cái kéo các bạn cắt góc này đi nhá, tương tự hai bên nó tạo được cái góc thôi, nó đơn giản mà nhá, cái góc nha các bạn nhá, tí các bạn chặn ấy, để nó dễ thôi chứ không phải nhỏ nhá. Đấy các bạn nhá, đây một góc này nữa này. Mình cắt đi
đấy, các bạn cắt hai góc này ra đúng không. Còn cái miếng lót này này, tí các bạn may tí mổ này, thì cái này các bạn đo mình là từ đây sang đây là đi 25 cm, là cái chiều này các bạn đo mình là đi 19 cm đó. Còn cái tuyến mổ này thì các bạn có thể vào những video trước của mình nhé, mình cũng làm y chang các bạn nhé. Đây là các bạn vào những video trước các bạn coi cái mổ này, mình cũng làm y chang, các bạn làm tuyến mổ này hoặc các bạn làm khác được, còn đây là dây kéo các bạn nhé. Cái miếng này dễ rồi không sao cả, các bạn bên trong bạn làm theo kiểu gì thì các bạn nhé. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ dán rồi mình may cho các bạn cùng xem nhé.
đây các bạn nhé, hai cái thân thì các bạn sẽ lựa ra một cái thân trước nhé để các bạn đánh dấu, để các bạn may cái này cong cong này bạn nhé. Thì cái này các bạn đo mình từ mép trên này, này xuống đây và đi 2 cm, và bên này các bạn đo vậy cũng là đi 2 cm. Sau đó các bạn đặt cái miếng này vào này, miếng cong các bạn đặt bằng mép trên này nhé, các bạn đặt bằng mép trên này và các bạn đặt theo góc này, bằng theo góc này đúng không, như này đi đó. Các bạn lấy cái cây viết này và đặt bằng, các bạn lấy cái viết này, các bạn gạch cho mình đây, đây sang đây gạch vậy cho tí, các bạn quyết keo dễ nhé. Đó, bên này cũng vậy, bên này các bạn cũng đặt cái miếng cong này nhé. Nhớ các bạn nhớ này, cái đầu nhỏ này, cái đầu nhỏ này gọi ấp vào như này đúng không? Đó, cái đầu nhỏ như này, nó trên này. Đây. Các bạn đặt lên đây. Bằng trên này nhá, để các bạn khoanh xuống. Các bạn khoanh xong rồi thì các bạn lấy cái keo nhé. Cái keo 338 mình đã đổ trong cái bình này nhé các bạn nhé. Sau đó các bạn quét, rất là đây. Quét trong cái mép này. Xong dấu nhé. Bên này đó. Để bạn cho khô xong bạn dán nhé. Đây các bạn nhé, khi nó khô rồi thì các bạn sẽ dán vào cho mình. Các bạn dán vào đây. Các bạn dán theo cái mép mà nãy mình đi dấu thôi. Dán qua. Ok các bạn nhé, đó xong. Các bạn dán qua này, bên này các bạn thôi. Đó, các bạn dán xong rồi. Là bây giờ mình sẽ dán tiếp này các bạn nhé. Đây, cái thân này. À cái này. Cái này các bạn dán vào để tí nữa may cho nó dễ nhé. Bây giờ cái này khô rồi các bạn lại dán lại cho mình. Các bạn dán bằng cái đầu này này, từ cái đầu này, này. Các bạn dán bằng lên. Chỉ đều lên các bạn nhé, dán bằng lên hai mép luôn. Đó là các bạn sẽ được một cái lịt lắp, cái lịt ở tí nó trang trí đằng lắp các bạn nhé. Đó, còn là xong, bây giờ chúng ta may nhé. Đây các bạn nhé, các bạn gặp cái thân này vào này, các bạn gặp thân này vào đây, đó, sau đó các bạn đánh dấu cho mình, các bạn đánh dấu ở đây, đó, xong các bạn gặp cái này, các bạn đánh dấu ở dưới này cho mình đây, đó đúng không? Các bạn dò ra, các bạn gạch cho mình đổ được mực từ đây xuống đây đúng không? Gạch xong các bạn đo cho mình từ cái trên mép này, từ trên mép này xuống cái đây, là các bạn đo mình đi 6,5 cm, đó, đây các bạn đánh dấu một cái 6,5 cm, các bạn gạch đây xong, đánh dấu đây xong các bạn kéo này ra, đặt cái thớt nhé, các bạn cho đây, và các bạn đục cái lỗ để gắn nó hít. Sau đó các bạn gắn lưới này vào. Lên. Gắn lưới này. Đó. Xong, lưới nó nằm như này. Ok chưa? Đó. Sau đó còn cái miếng bên trong này nhá. Các bạn gọt nó đi. Miếng bên trong thì bạn gọt sát vào. Gọt đi nhá. Bạn gọt nó đi. Đây, mình lấy cái cao to, gọt nó nhanh các bạn. Cái to này bạn gọt nó nhẹ hơn.
ok chưa? Vậy xong nhá. Đây. Tân xong, tí các bạn quay gần đây ha. Đúng không? Nó như vậy đấy, nó như này nhá. Đây các bạn nhá, đây là miếng lót nhá. Thì các bạn đo cho mình từ trên này xuống đây mà đi 3 cm, các bạn gạch cái dấu như này. Đấy, xong bên này vậy, các bạn đo từ trên này mép này xuống đây. Đây 3 cm, các bạn gạch cái dấu này. Đó. Sau đó các bạn sẽ đặt cái miếng này vào đây, đặt cái bằng mép này nhá. Bằng mép này như này. Các bạn chia đều, xoay các bạn chia đều ra nó ở giữa nhá. Chia đều ra. Khi các bạn thấy nó ở giữa này rồi, đúng không? Đấy, các bạn chia nó đều căn này, căn này. Nó đều giữa ra thì các bạn đặt lên này, các bạn quét cái keo này này. Quét ít keo nhá. Quét được cái miếng xi này. Đó, các bạn dính xuống. Để nó dính tí còn may dễ nhá. May tí nó đỡ khỏe nhăn. Các bạn cứ đặt này. Quét xuống nó này được không sao đâu. Quét ít thôi. Đó. Các bạn để này, ấn xuống, nó dính. Nó dính tí các bạn cố định như vậy rồi các bạn may nó sẽ dễ hơn. Đó. Ok, thì bạn dính chặt rồi. Nó còn bạn các bạn may thôi. Vậy là các bạn sẽ tạo được một cái túi bên ngoài như này, đúng không? Đấy, cái miếng xi các bạn sẽ may này. Rồi sau đó các bạn lấy cái kéo này, các bạn gọt cái nót này đi này. Đây, các bạn gọt đi nhé. Sắp sát you
Đây các bạn nhé, đây là cái thân sau các bạn nhé, thân sau đây. Đó, thì các bạn gặp cái này vào. Các bạn đánh dấu cho mình đây, một cái dấu ở đây. Đó, các bạn ở dưới đáy các bạn đánh một cái dấu này. Sau đó các bạn giải ra và các bạn sẽ gạch một đường mực từ đây đến đây. Đó, các bạn đánh thước và các bạn gạch một đường lên thẳng lên. Sau đó các bạn đo mình là từ cái mép trên này, từ cái mép này đúng không? Xuống đây. Từ mép này xuống đây. Là đi 3,5 cm. Sau đó các bạn sẽ chấm cái viết ở đây. Và các bạn sẽ đặt cái nắp này vào đây. Các bạn đặt nắp ở đây, các bạn xì đều ra. Các bạn xì đều ra đúng không như này. Đấy là các bạn sẽ may nó vào. Các bạn đo hai thân này, các bạn đo bốn góc là đều 1,5 cm hết nhé. Sau đó các bạn quay gần mặt này. Đây nha các bạn nhé, một cái túi mình đã làm xong các bạn thấy không? Này, bên trong này có cái ngăn túi nhỏ nhỏ trong này các bạn nhé. Đó, để các bạn đựng đồ trong này. Đây, nắp đây các bạn nhé, nắp đây. Các bạn thấy ok chưa? Này, gần các bạn thấy không? Rất phồng tròn và đẹp luôn. Các bạn thấy đẹp chưa? Đây mặt trước của nó này các bạn thấy không? Hai miếng cong cong, rất đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ xỏ cái này vào trước các bạn nhé. Đây cái này mình sẽ xỏ vào trước cho nó nhìn nó xịn sò. Cái này khi các bạn làm xong các bạn xỏ vào, các bạn tính cái độ nào ấy, các bạn cho vào thôi. Nó hợp tầm nào theo túi của bạn, các bạn cứ cho vào cho đẹp. Thì các bạn cho vào bóc cong cong này cho nó dễ nhá. Đây, ok chưa?
là ok chưa? Các bạn có thể cho nó lùi xuống được tầm nào mà các bạn thích. Thì các bạn thấy không, một cái túi rất đẹp luôn, các bạn thấy xịn sò chưa, thì rất đẹp nhá. Đó. Đó. Nếu các bạn mà thấy video hay, các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình, các bạn nhớ ấn chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên. Rồi bye bye, chào các bạn nhá.